động cơ có quạt giải nhiệt rời EVP hoặc là EVF nhé. Thì cái này là 45 kW này, mặt bích nha. Thì cái tốc độ ở đây thì motor có thể là 1400 hoặc là 906 hoặc là 2800. Còn cái tốc độ quạt ở đây này thì luôn luôn cố định là cấp cho anh chị là 3000 vòng nhé. Đây nguyên cái cảm cái quạt to đùng ở đây này. Đó. Thì nó sẽ hỗ trợ nó làm mát khi anh chị chạy mà dùng vào biến tần nhé. Đây thông số của quạt đây. Tất nhiên là cái này cũng không cần quan tâm lắm đâu, vì mọi cái thì đã được bên em tính tùy cho nó phù hợp với từng công suất rồi. Thì cứ cỡ motor nào thì lắp với cái cỡ quạt đó. Đây, thì cái quạt giải nhiệt này nó sẽ có phần động cơ từ đây đến đây nhé, và cả cánh quạt nữa. Đó. Thì đây là tổng thể sản phẩm nhìn từ phía này. Và cái phần mà đấu điện cho cái quạt này nhé, thì hoặc là chúng ta đấu từ đây, hoặc chúng ta đấu từ đây, có thể đưa cái hộp cực lên trên này cũng được. Thế còn về điện áp nhé, thì cái quạt này thông thường thì chạy thì chúng ta cũng có loại chúng ta chạy là điện 1 pha, và cũng có loại là chạy điện 3 pha. Thì đây là lắp cho anh chị cái loại chạy 3 pha 380 nhé, loại thông dụng. Số điện thoại liên hệ xin gọi số sau.